Rồi gửi hàng cho chị Phi ha. Giờ em kiểm tra trước khi giao hàng. Một cái đầu tiên. Ở đây cho nó cái đầu tiên ha. Dày. T3437 của Pháp. Lò xo. Nay là mấy rồi? Ngày 3 tháng 7. Rồi bỏ vô một cái. Khoan. Cái giá này trước đi. Dây 4 con ốc. Lò xo. Okay. Rồi bỏ này vô trước. 2 cái tiền cái này. Rồi. Lỗi rồi. Này thấy bốn ốc rồi, bốn con ốc rồi, bỏ luôn rồi. Bốn con ốc cái bỏ vô đi. Được rồi cung, cứ ra đi. Khi nào anh cần em sẽ gọi em. Cứ ra đi. Để qua bên. Rồi giờ đến 5 cái cây. Rút ra được không? Chạy chạy mày rút 5 cái cây ra cho phụ nó coi. Trời ơi, kia nó đóng dữ quá. Nó đóng ghê gớm luôn. Để qua đây cho thằng này, đi. Để nằm. Đóng mà kêu 100 mấy triệu à. Ghê quá. Thôi ơi. Rồi 5 cái cây này của chị rồi. Nó bao nhiêu triệu? Mấy mấy hả? Đủ mấy lên giá nữa. Phải không? Thôi chị ở đây là ok ok. Đây chị nhìn nha. AB 50M. AB phở 50M. Cái này là nó nguyên đai nguyên kiện. Đó, chưa có tháo ra niêm yết của nhà sản xuất luôn nè. Hai chị ha. Đó. Em không tháo ra nha. Để cho chị nhận là nguyên đai nguyên kiện luôn nè, ha. Kiểm tra đầu bên đây trước nha. À, một cây này em mới kiểm này em để qua bên phải nè. Cây thứ hai nè. Đó. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Cây thứ ba nè. Đó. Cây thứ tư nè. Không? Rút ra một cái là nó mất hết, mấy này nó đâu có bấm lại được. AB 5M. Made in France. AB 5M. AB 5M. Qua đây. AB 5M. AB 5M. Đó, cây nào nó cũng nguyên đai nguyên kiện hết rồi, chưa có tháo gì ra. Tháo ra là cái đinh của nó bị banh liền. Cái đinh này ở đây nó banh liền. Vòi đóng. Kêu thằng Nam ơi, chạy không phải phủ đó người ta ơi.
Đó, cái chỗ này nè, nó đóng bị, nó đóng ốm lại chỗ này nè. Đấy. Rồi ở dưới này đít nó ok chưa, cái đít dưới đây nè. Ok không?